Xin chào các bạn. Thì để tiếp tục các buổi thực hành sắp tới, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn về lập trình trực tiếp trên con BG Logo này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách lập trình bằng tay trên nó. Thì mình sẽ bắt đầu như sau. Thì trước tiên là mở nguồn BG đang load. Đây là chương trình giao diện ban đầu của nó. Thì hiện tại là nó không có chương trình. Thì các bạn đã truy cập vào đối với chương trình thì các bạn nhấn Res theo hướng dẫn của nó, nhấn vào nút Escape. Ở đây nó có bốn cái menu để mình chọn. Một menu ở đây là root RAM là mình chọn để lập trình. Còn kẹt là mình chọn để giao tiếp với máy tính hoặc là thẻ nhớ. Setup là mình cài đặt. Thì về thời gian, về thông số. Còn Start thì mình sẽ bắt đầu chạy chương trình. Đây, trong setup nó có lock, có LCD. Lock thì mình để chọn là vào cài đặt thời gian. Set lock, đây là giao diện cài đặt thời gian. Các bạn cứ di chuyển phím và nhấn chọn theo thời gian thích hợp. Rồi, kẹt lập trình đó, từ BOC tới kẹt, hoặc là từ lên máy tính, hoặc là từ logo giao tiếp máy tính, hoặc là từ logo ra kẹt là giao tiếp. Để ta tiếp chương trình hoặc copy chương trình. Đây là root RAM, là nơi mà chúng ta sẽ vào để viết chương trình. Trong root RAM thì có cái mục như sau. Edit là truy cập tiếp để vào sâu vào viết chương trình. Lý root RAM là mình sẽ xóa những chương trình không cần thiết đi hoặc là muốn thay đổi chương trình. Password thì mình cài password cho BOC này để giữ cái chương trình cá nhân thôi. Nhưng mà thực hành thì mọi người cố gắng đừng cài password. Cài rồi thì không ai thực hành được. Rồi để lập trình tiếp tục thì ta nhấn Edit. Ở đây sẽ là sẽ có cái thông số về vùng nhớ, về ngõ ra, về tên. Đây là vùng nhớ. Vùng nhớ, đây cái giá trị của nó là hiện tại vùng nhớ còn bây giờ trống bao nhiêu, lock sử dụng. Rồi Edit tên AUI. Ngõ ra lock, ở đây mình không có modem lock. Mình chỉ có trên con PC này thôi. Edit root RAM. Rồi, để viết chương trình thì ta bắt đầu vào edit root RAM. Thì từ đây thì mặc định là khi vào là sẽ có ngõ ra Q1. Thì các bạn để ở đây chúng ta có thể chọn cái ngõ ra thích hợp. Thì trên con PC này chỉ có 4 ngõ ra thôi. Mình chỉ phạm vi của mình là nằm trong từ Q1 tới Q4. Q1 tới Q4. Ngoài ra còn ngõ ra ít là không kết nối tới gì cả. Mình cũng không có modem analog nên mình không cần những thứ này. Và đây là cái vùng nhớ bit nội M. Thì nó có khoảng 24 bit nhớ. Rồi, ví dụ mình quay lại cái Q1. Đây, ví dụ mình muốn chia lập trình cho ngõ ra Q1 sáng một bóng đèn. Thì để gặp nó thì mình nhấn OK để chọn nó. Rồi, sau khi nhấn OK thì giao diện bên trái các bạn sẽ hiện thấy những cái khối CO. Thì cái khối CO là ở đây là các phần tử kết nối. Phần tử kết nối ở đây là cái bit M, cái ngõ vào input. Thì ngõ vào input của mình là có khoảng 8 ngõ vào, từ Y1 tới Y8. Hoặc là cái ngõ ra output để tiết điểm giữ để nhớ đó, từ Y1 tới Y4. Vân vân. Đây các bạn vào xem, từ Y1. Hoặc có mức 2 hoặc low là định sẵn. 2 là mức cao sẽ mức ra mức 1, low là mức 0. X là ngõ X này đó, đánh dấu chỗ nào thì ngõ ra đó, thì ngõ vào đó thì sẽ được không được kết nối. Rồi cái ngõ S. Những cái nào mình dùng phổ biến nhất. Rồi các bạn nếu không chọn nó thì nhấn escape ra. Tiếp tục. Ngoài khối CO ra thì còn khối FS, GF đây, GF. Thì GF là cái khối cơ bản là gồm có là cái khối hàm trong mấy các bạn học điện tử số đó. Là cái khối cái có cổng logic. Thì nó có cái cổng là AND này. AND OR rồi NOT. Khoảng 7 cổng. Rồi lấy xung cạnh lên. Xung cạnh lên của AND. Rồi SO, vân vân. Thì mọi người truy cập vào để làm tiếp tục.
Rồi sau đây là khối FS. Thì trong khối FS đây là cái hàm delay thời gian, cái hàm timer, cái hàm định ngày giờ trong tuần, cái mạch chốt rất nhiều, hoặc là hàm hiển thị văn bản. Đây là hàm này. Rồi. Rồi mình ví dụ là mình chọn một ngõ vào một công tắc để xé một bóng đèn, thì công tắc ở đây là mà mình ngõ vào của mình là Y6. Rồi mình chọn OK. Rồi như vậy là mình sẽ exit. Rồi như vậy là chương trình của mình là khi công tắc Y6 được bật thì Y1 sẽ sáng. Đây đơn giản. Còn nếu mà muốn lập trình nhiều khối hơn thì qua Y6 ta thay đổi, ta chọn là GF. Đây là một khối hèn, khối N. Thì tôi ví dụ mà muốn chọn khối nào đó, hiện tại đây cái chớp nháy đen đen này nè, là mình phải nhấn OK nó chọn nó. Sau đó các bạn chú ý cái con trỏ gạch dưới từng cái kênh vào của khối này đó, thì để mình chọn nó, di chuyển con trỏ, di chuyển cái phím để mình chọn. Ví dụ đây là mình cần dùng hai ngõ vào của cổng N này để cho ra ngõ Y gia quy chứ, quy 1, thì các bạn nhấn OK. Rồi từ đây các bạn cũng có thể chọn lại những khối kia. Vì đây là lập trình trực tiếp trên tay, mình sẽ đi từ ngõ ra về ngõ vào, đi từ out và in, nên cái khối này cứ bắt nối tiếp nhau. Mình sẽ lập trình tốt nhất là các bạn từ làm hình than thì các bạn chuyển sang sơ đồ khối. Về link phần mềm và tài liệu hướng dẫn thì mình sẽ kèm theo ở phía dưới. Mình tiếp tục ha. Rồi ở đây mình có thể chọn cái hàm delay hoặc là hàm GF tiếp tục. Đó, đây nó là ra cái khối B2, tức là B2 trước B1. Nó ra của B2, nó ra của B2 đó, các bạn có thấy không? Là chính là B1. Rồi mình lùi lại nè. Đó, đó mình lùi lại. Đó, rồi ngõ ra của B1 chính là Q1. Nó cứ nối tiếp nhau, các khối cứ nối tiếp nhau. Ngõ ra của khối này sẽ kết nối vào ngõ vào của khối kia. Đó, các bạn lập trình ngược lại ha. Rồi. Đây, bây giờ ở đây mình chọn không N nữa mà mình chọn O. Đây, ngõ ra O. Rồi, ở đây mình chọn là ngõ vào này là mình sẽ O, mình chọn là Y1. OK. Ở đây mình cũng chọn luôn. Mình tiếp tục mình chọn một cái hàm delay đi. Đó, nó lại loại, nó lại tiếp tục ra là khối B3, tức là ngõ ra của khối B3 lại được kết nối vào khối B2. Thì mình chọn OK. Thì đây là cái thông số mình set nó. Đây là cái hàm delay. Thì để tiếp tục buổi sau thì mình sẽ hướng dẫn cái hàm sau qua này. Thì hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn là lập trình thao tác nó thôi. Rồi, đã quay lại giai đoạn 1 thì các bạn cứ nhấn phía bên trái để cập nhật vào nó. Để cập nhật vào phía nó thì cái dấu gạch chân đây nè. Rồi các bạn cứ tiếp tục nhấn phía bên trái thì nó sẽ đi sâu vào. Đó, tức là trong khối B1, nó gồm một khối B2 và cái ngõ vào bên 2. Để tiếp tục, chỉ cập vào sâu vào khối B2 thì các bạn nhấn tiếp. Tương tự B3. B3, đó, rồi. Rồi về lại tương tự tới lùi. Còn muốn thay đổi gì á thì thấy con chỏ chuột, thấy con chỏ phía dưới chân của nó, các bạn nhấn OK. Rồi các bạn muốn bắt đầu thay đổi, các bạn không muốn nó nữa. Bây giờ mình không muốn B3 cái này nữa mà mình muốn một ngõ vào là Y đi, thì mình chọn Y5. OK. Rồi như vậy là khối B3 được sót. Như vậy là mình không còn khối B3 hồi nãy nữa. Rồi tương tự mình làm Q2 chẳng hạn. Đó, nhấn OK. Rồi phía bên trái mình sẽ chọn những cái hàm phù hợp với mình. Đây mình hàm FS đi. Ví dụ mình chọn là định ngày trong tuần. Thì như hướng dẫn lúc trước thì đây cái kênh NO1, NO2 mình sẽ thiết lập các ngày trong tuần và thời gian on up. Thì mình đã hướng dẫn tại video trước. Rồi V3, V4. Đó. Thao tết.
Rồi. Ở đây này hiện nay có chương trình. Thì muốn xóa chương trình ấy, các bạn vào ly Z. Ta nhấn Z một cái thì là toàn bộ chương trình nó được xóa. Rồi. Đây vào edit. Edit. Đó, như vậy là tôi bắt đầu là viết lại từ đầu. Ha. Rồi, để xóa một khối và viết cái khối nối tiếp như thế nào thì bắt đầu. Ví dụ như là ở đây mình sẽ có một khối là GF đi, khối N này. Ha. À, mình nhấn OK, mình chọn nó. Rồi sau đó mình cho một khối khối nối tiếp trước nó là khối B2. Đó. Rồi. Bây giờ mình muốn xóa khối B1 chính giữa như thế nào? Đây. Thì các bạn chọn về, các bạn nhấn OK. Thì ở đây các bạn chọn tới ký hiệu BN là các thứ tự các lóc đó, các bạn nhấn OK. Rồi các bạn chọn tới khối B1 hoặc B2, bạn muốn xóa khối nào thì bạn làm như vậy. Bây giờ mình muốn xóa khối B1 đi, các bạn nhấn OK. Đúng không? Hoặc là B2. Mình xin lỗi, đây là các bạn muốn xóa khối nào á, muốn giữ lại khối nào á thì các bạn chọn lại khối đó. Và các bạn nhấn OK. Như vậy là cái khối B2 đã được có nối vào nối ra Q1 và cái khối B1 này đã bị xóa. Chứ các bạn chú ý chỗ cái chữ BN. Rồi. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.